chào quý vị khán giả. Đây là bản tin dự báo thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, đêm nay ngày mai Bắc Bộ và một vài nơi ở Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong khi đó Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Cụ thể ở Bắc Bộ từ tối nay một vài nơi đã xuất hiện mưa. Đến đêm nay mưa sẽ xuất hiện ở hầu khắp phía đông Bắc Bộ, khiến nền nhiệt đã thấp, còn kèm theo cảm giác ê buốt vào sáng sớm ngày mai. Nền nhiệt thấp nhất đêm nay ở khu vực đồng bằng trong khoảng từ 9 đến 12 độ. Còn vùng núi và trung du rét hại, nhiệt độ trong khoảng từ 5 cho tới 8 độ. Các vùng núi cao như là Mẫu Sơn, Phía Oắc, Phan Xi Păng dưới 3 độ, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Lùi xuống miền Trung và các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ đêm nay mưa cũng xuất hiện ở mức rải rác. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào ở vài nơi, trời rét đậm với mức nhiệt trong khoảng từ 11 đến 13 độ. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 đến 16 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, đêm ít mưa, ngày có nắng với mức nhiệt dễ chịu trong khoảng là từ 20 cho tới 23 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày chủ đạo vẫn nắng nhiều, mưa chỉ xuất hiện về đêm ở một vài nơi tại Tây Nguyên. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn ở Nam Bộ, trưa chiều có nắng nóng, cục bộ 35 độ. Ở Đông Nam Bộ và các tỉnh còn lại, nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa cho tới Cà Mau và ra ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa sẽ có gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét, biển động mạnh. Còn huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.